xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của mình các bạn ơi. Thì rất nhiều bạn yêu cầu mình là anh ơi làm nhiều video bia, thì hôm nay mình sẽ làm nhé các bạn nhé. Thì hôm nay tôi sẽ chọc solo với anh Côn, chọc 8 bi, tôi sẽ chọc anh Côn 2 bóng và chọc 5 ván nhé các bạn nhé. 5 tháng 3, người đây giành chiến thắng. Em phải dài thế. Không dài, anh với trình độ của em diệt anh chỉ 1 phút, 1 ván chỉ 4 phút thôi. Tốt. Anh hiểu chưa? Tốt. Thì không nói nhiều, bây giờ tôi cho bạn trận chiến nhá. Tôi vẫn đang định làm kèo là thằng Hiếu chấp tôi 3, nhưng mà Hiếu chỉ chấp tôi 2 thôi, chấp tôi 2 chắc tôi không đánh được, nhưng mà không sao, tôi sẽ cố gắng hạ Hiếu nào. Thì mỗi anh em sẽ phá một cơ trước các bạn ơi, giờ tôi sẽ phá trước. Anh muốn đánh thằng Hiếu mà này, đầu tiên là tôi phải thử xem câu nào nó chấp 2 bóng, chấp dần lên dần các bạn ơi. Chấp 2 bóng mà anh không đánh được, chấp 3 bóng là anh Hiếu. Em có đánh Ngủ đắn được. Ui lại còn chết hết tầm cây. Bây giờ cộng 6 14 ăn như gì nữa. Mạnh thế. Ây chà. Bạn xét đầu tôi chính thức thua nha. Nhưng mà đang theo Hiếu rộng là bàn thôi, phải Hiếu ủng bố. 4 rồi ăn, còn ăn 4 thôi. 8 luôn, 4 ăn dưới, nhưng mà con nhận ăn 4 xong ăn con gì. Thứ 2 nhá. Tiếp tục bàn thứ 2. Hiếu sẽ là người phá cơ. Côn đang dẫn trước với lại thế là 2 bàn rồi. Nhận quan được bàn nào thêm không? Rồi, 3-0 lên về Phương Côn. Có 12 luôn, có 14 luôn. Không. 10 luôn nha, 10 luôn. Ôi, may quá.
Hiếu chỉ có ăn 10. Ôi, Hiếu ý. Đấy, cái cười được, cười được. Tốt. Ăn con nào đánh ăn tiếp nữa. Năm một khung không? Năm một khung không? Năm khung đánh năm một một đẹp. Năm câu kìa. Kiếp hai cũng hỏi ra cái khu hay hay đỏ lâu mà đơn giản đâu. Từ điều này em nên gặp. Mười bốn ăn được. Vừa qua đây tới ngồi kia để đợi đi bắn vào mồm. Đợi đi bắn vào mồm kìa. Là anh cô được bốc cả bốc đầu lên bốc đầu. Vào đâu? Không hiểu gì. Đen đây cũng tắt lên. Ăn chín kìa. Ăn 3 có 11 nhỉ? Quả đấy định đỗ Khải nhưng mà Khải không nhờ. Thôi. Hiếu đang mất bình tĩnh. Tôi mất bình tĩnh rồi. Giết rồi, Hiếu từ từ giết ngay. Cái này anh nói. Cái đâu nhỉ? Ngoài. Các bạn hãy phôn phôn thẳng. Cái bay ra đâu vậy? Các bạn đi đi thế. Xuân, anh Xuân. Ô con này nhảy ra rồi, cứ đặt ra rồi, nhảy ra rồi. Đúng. Đặt còn giữ nữa. Ăn sáng rồi. Chín đi con này. Chín ăn gì? Ăn 14. Phân. 8. Ăn 14 ra nó ăn 7 đấy con này. Ăn 14 đi. Chín ăn 14 cái xuống đây. Đầu hơi mẹo. Đầu hơi mẹo. Ăn 9 vậy. Không có ba luôn. Ăn được làm sao ăn được ba được một thôi. Làm sao mà được ăn được ba, ba là đứng cạnh rồi. Ăn được đâu? Thì ăn 8 luôn. Đúng. Du Xuân. Du Xuân rồi. Có nào không? Ăn luôn. Bán thứ ba thì Hiếu côn người phá bóng. Rồi. Hiếu 8 rồi. Đánh 8 có 13 luôn. Rồi. 8 đánh 8 là đánh lúc nào cũng được. Ăn người ăn thang thế.
5 năm. Thế là biếu 13 con. À, ăn năm trước thì có 13 luôn. Thôi ăn. Ăn sao nào? Ăn 13 trước đi. Quá lo 10 luôn. Ăn 10 luôn, ăn 5 không ăn rồi, có ăn 5 rồi, ăn 13 rồi. Cô thì chọc cái yếu, cơ hơi dính, chọc với tôi với con ngọt thì đánh, hơi lét đấy. Có những cái rất lét, có những cái, dính thì anh được ra, không được đâu. Một mẹ bảy là 14 luôn, giặt lên có 7. Cô đang 12 nữa. Không làm ăn nghề vẫn đần. Bốn nhà phèo là được. Tốt. Ăn 11 đi. Ăn 6 đứa mất nhiều hơn. Sáu bốn sáu ba. Chín có ăn hơn 22. Ăn 9 luôn. Ăn 1 luôn, bấm cái có 7 luôn. Đi ăn cá có 7. Điều xuống nữa có 9. Má nhẹ lên là có 9. Đấy chưa? Điều luôn. Đâu? 4 con mà. Đủ chưa? Đã rồi. Mà em mới có 13 con. Nhiều hơn 4 con. Còn 1 con nữa. Vẫn còn 1 con nữa mà. Vừa mới là 4, 3, 5, 3, 7. Mày không ăn mày quyết 15 mày không ăn mày thua luôn rồi gì? À đâu không phải. Đâu đánh tao bóng mày nhá. Đâu nhiều vừa ăn cũng mấy con. Chả đếm gì. Người ta mãi bình luận người ta không đếm lắm đâu. Thôi. Đến nữa thì đến ba cô đang ăn cái bóng thôi, đừng đến cộng thêm hai kia nữa, đừng nhớ. Ê. Đố ăn được. Cần đúng. Đố người, cần nó làm. Ê, không phải ăn bằng quyết luôn các bạn nhé. Anh cô tỏ cho bạn ăn. Ăn gà thôi, hết. Ván này lỗi kỹ thuật nhưng mà bù lại là ai ăn hết bàn như thắng nhá. Thì ván này Hiếu thắng các bạn ơi.
Xe thứ tư thì số 21 liên về Đình Hiếu. Rồi em cho đi xe thứ tư nào của các bạn tôi phá ra thì mọi người đến thì em con được em con rồi. Đây ăn 10. Rồi côn du xuân rồi, món du xuân rồi. Cái gì? Cái một à. Một đâu? Côn bây giờ sẽ tính lên ăn đến 6 nhá. Côn ăn chặn 6, Hiếu ăn chặn 8. Đẹp thế. Đẹp hết. Tỷ số bây giờ là 2-3 nhá. 3 đều. Bảy lũ người, đã là 14 lũ người. 4-3 nhá. Ô, ăn được sao? Tỷ số 4-3 rồi. 12 ăn được không? 5-3 nhá. Ô, bên cắt 4 đều. Đâu? Nhiều đi. Ăn 4 luôn như gì nữa. Mấy rồi? 5-3. Ba rồi chết 13 rồi. Thôi 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 thôi, ván này thôi nhá. Cắt hả? Đặt bia, đặt bi ăn gì nữa? Thôi này đường cơ sắt lét luôn. Rồi, tỷ số 2 đều nhá, nghiêng về hai bên. Sẽ cuối. Bán chung kết này. Chung kết đấy. Bán thứ 5 Hữu Côn sẽ là người phá bi nhá. Và phá bi rất tơi nhưng mà không ăn được con nào. 12 kìa anh ơi. Nhẹ là vẫn vào. Rồi có một luôn. Chín, 97 có kìa. 20 nhá. 30. 30. Cái ấm luôn. 30. Rồi, mất luôn, mất 4 luôn. Tây giả sao? 40. Về 1 luôn. 50. 14 luôn.
ba sáu không ăn sáu luôn bảy không kéo lên ăn 14 bảy không cân bi không 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 lăng rồi không lăng rồi không lăng chín rồi bi hiện là vẫn lệch để số bảy công nhá. Rồi thôi, kết thúc trận đấu ở đây rồi. Rồi hết xét các bạn ơi. Vậy là kết thúc trận đấu tỷ số nghiêng 3-2 nhưng về Đình Hiếu. Các bạn ơi, đây là một video giải trí vui vui đánh với anh Côn nữa. Chấp ba bóng được khói, khó ăn anh Côn lắm các bạn. Khó thật sự chấp ba bóng được quá khó. Ba bóng là chết, đánh bỏ ra là chết. Là thua, mình phải đánh khai thôi. Nhưng sao các bạn ơi, đây video giải trí vui cho các bạn nhá. Các bạn thấy hay, tôi xin một like và xin chia sẻ một lần nữa. Các bạn đã xem video, bye bye, xin chào các bạn nhá.